Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tiếng Anh dành cho Customer Service trên eBay và Amazon. Trong suốt hơn 12 năm kinh doanh trên eBay và Amazon ở Mỹ với 100% là positive feedback, tức là cái feedback tích cực, feedback tốt trong suốt 12 năm kinh doanh trên eBay ở Mỹ. Chia sẻ cho các bạn trong cái phần này, nhất là bán hàng trên Amazon và eBay đó các bạn, vì Amazon và eBay là hai cái e-commerce hàng đầu trên thế giới. Amazon hàng đầu trên thế giới và eBay hàng thứ hai trên thế giới, và đối với khách hàng Mỹ đó thì thẳng như ruột ngựa, tức là khi họ nhận được hàng hóa thì đa số như thế nào thì họ phản hồi như vậy. Chứ hầu như chúng ta không có thể mua chuộc được cái feedback hay là cái reviews của khách hàng Mỹ. Chính vậy, trên Amazon và eBay đó, bán hàng thì feedbacks và reviews thì được xem như là king, là vua, là tất cả các bạn. Và feedback tức là cái phản hồi về cái cung cách mình phục vụ, mình list hàng lên, cái khung thời gian, cái cách mình trả lời thư tín cho khách hàng sớm hay là muộn, trong vòng 24 tiếng hay là trễ nải hay là không trả lời, và chúng ta ship hàng, vận chuyển hàng hóa đúng như đã hứa, đúng như đã hẹn trên cái phần mô tả, hay là chúng ta ship hàng sớm hơn hoặc trễ hơn. Còn review thì thường là thấy xuất hiện trên Amazon, tức là chúng ta đánh giá cái sản phẩm đó tốt hay không. Ví dụ như chúng ta có thể là ship hàng đúng thời hạn và trả lời thư tín nhanh gọn, chính xác, nhưng cái sản phẩm chúng ta không tốt thì bên Amazon thì nó nằm ở phần reviews. Còn feedback đó thì nó nằm ở phần eBay, bên eBay thì hầu như là chỉ có feedback các bạn. Vừa là cái cách chúng ta xử lý cái cuộc giao dịch đó, list hàng lên, mô tả có đúng như là cái bản chất vốn có của món hàng hay không, và chúng ta vận chuyển hàng hóa cho khách hàng có nhanh như là chúng ta đã hứa hay không, và cách thức chúng ta trả lời cái mail khách hàng có trong vòng 24 giờ và cái văn phong chúng ta trả lời thư tín như thế nào, và cái tiếng Anh chúng ta dùng ra sao, và ngay cả chất lượng của cái hàng hóa đều nằm ở trong feedback của eBay. Đó, vậy feedback và review thì rất là quan trọng. Và các bạn lưu ý, trong 100 cái khách hàng mà để lại feedback trên eBay hoặc là review trên Amazon á, thì trong 100 khách hàng mua hàng thì hầu như chỉ có một hoặc là vài người để lại thôi các bạn. Đối với những món hàng như một cái áo thun 23 đô hoặc là những món hàng 5-10 đô hoặc vài đô thì rất hiếm khi khách hàng để lại feedback và reviews, mà ngay cả món hàng tốt. Và nếu món hàng không có tốt, tức là bị khiếm khuyết, bị lỗi, thì họ cũng không để lại feedback hoặc là review xấu. Chỉ cái trường hợp món hàng quá tệ các bạn thì họ mới để lại feedback và họ phản hồi lên mắng vốn eBay và Amazon. Các bạn phải nhớ một điều như vậy. Còn món hàng lớn á, thì họ bức xúc thì họ có thể là phản hồi ngay lập tức. Cái điểm thứ hai á, là trả lời message. Khi mà chúng ta vào trang Amazon.com cũng như là eBay, thì nếu mà chúng ta nhận được một cái message thì thường là hoặc là của trang chủ là eBay, Amazon, còn trường hợp thứ hai là của khách hàng, thì chúng ta nên và rất nên và phải trả lời cái message, cái email, cái tin nhắn đó trong vòng 24 tiếng. Đây là theo tiêu chuẩn quốc tế, trong vòng 24 tiếng hoặc sớm hơn chúng ta phải trả lời. Ngay cả khi chúng ta đi vacation, đi nghỉ hè đó, nghỉ mát, đóng cửa hàng trên Amazon, nếu mà vẫn còn hàng hóa mà đang vận chuyển khách hàng và khách hàng nhận được có thắc mắc gì, thì chúng ta hoặc là chúng ta nhờ trợ lý chúng ta trả lời khách hàng trong vòng 24 giờ và trả lời những cái thắc mắc của Amazon hoặc eBay gửi chúng ta trong vòng 24 giờ. Đó là cái quy ước quốc tế chúng ta cần nắm vững. Trước khi chúng ta nhận được cái message, hạn như một tuần chúng ta không mở ra hoặc 2-3 ngày chúng ta không mở ra, thì cái message tin nhắn email nó nằm trên in, rất dễ dàng chúng ta bị cái điểm feedback hoặc là review xấu, thậm chí là có thể là nguy cơ cho cái tài khoản chúng ta.
Cái điểm thứ ba là khi chúng ta ship hàng hóa, cái điểm này rất là quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng tới cái feedback và review chúng ta rất là nhiều. Mặc dù thậm chí món hàng chúng ta tốt, khi chúng ta ví dụ như trên eBay chúng ta nói là 7 ngày hoặc là 10 ngày thì chúng ta ship hàng hóa cho khách hàng, là hàng tới nhà khách hàng, thì sau khi chúng ta đã ship hàng hóa, nếu chúng ta có cái mã số vận chuyển của các hãng vận chuyển, gọi là tracking numbers của các hãng vận chuyển như là UPS, như là USPS, là tức là bưu điện của Mỹ đó bạn. USPS là viết tắt của chữ US, Postal Service và FedEx, hoặc là những hãng vận chuyển khác của Mỹ đó, thì chúng ta phải copy dán, tức là chúng ta phải upload cái mã số vận chuyển nó lên eBay và Amazon trong thời gian càng sớm càng tốt, và nên đúng hẹn. Chúng ta nói 5 ngày hàng hóa tới, thì khi vừa vận chuyển hàng hóa thì chúng ta phải upload cái tracking number đó thì cho khách hàng và eBay và Amazon thấy là chúng ta đã đóng gói hàng và gửi hàng hóa đi rồi, chứ chúng ta không có thể là nói là có hoặc là không. Ví dụ khách hàng biết email hỏi chúng ta là bạn đã gửi hàng hóa hoặc là áo thun cho tôi chưa, thì chúng ta không thể trả lời là có, mà lại không có đính kèm cái mã số vận chuyển nha các bạn. Và một khi chúng ta trả lời có thì chúng ta phải làm công việc là đã upload cái mã số vận chuyển lên, hoặc là chưa upload thì chúng ta phải copy cái mã số vận chuyển và ghi trong cái email hoặc là message có cái mã số vận chuyển và cái hãng vận chuyển, để khách hàng Mỹ đó họ search trên Google đó, trên cái hãng vận chuyển đó, họ biết là hàng hóa đang đi tới đâu. Vì theo cái quy ước đó, thì bất cứ cái món hàng nào đó, ở nước Mỹ vận chuyển trong vòng nước Mỹ, và đối với những cái hãng vận chuyển mà chuẩn theo tiêu chuẩn của Mỹ là UPS hay là USPS hoặc là FedEx hoặc là DHL đều có mã số vận chuyển, trừ thư tín các bạn. Thư tín mà gửi loại mà first class, loại phổ thông rẻ tiền bình thường á, là có vài chục sen một cái thư á, thì không có mã số vận chuyển. Còn hàng hóa dù món hàng $1 phải có mã số vận chuyển nha các bạn, đối với những cái hàng vận chuyển chuẩn trong nước Mỹ. Còn cái vận chuyển mà free shipping từ Alibaba, AliExpress vào nước Mỹ thì free shipping thì rất nhiều trường hợp là không có mã số vận chuyển. Ở đây ta nói là vận chuyển trong vòng 48 tiểu bang Hoa Kỳ, và những hãng vận chuyển chuẩn theo tiêu chuẩn của Mỹ thì phải có mã số vận chuyển. Và khi mà chúng ta có mã số vận chuyển, nếu mã số vận chuyển không upload một cách tự động, ví dụ như từ Shopify vào Amazon hoặc là eBay, thì chúng ta phải làm công việc này bằng tay, copy cái mã số vận chuyển và paste và dán vào trong Amazon và eBay ở phía dưới món hàng, có cái phần để chúng ta bỏ cái mã số vận chuyển vào. Cái tiếp là tiếng Anh thư tín cho khách hàng là business correspondence. Thì đây tôi sẽ, đây không phải là lớp tiếng Anh nhưng tôi sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn những gì gọi là căn bản nhất, vì cái điều này đó là nó sẽ ảnh hưởng tới cái feedback và cái review của các bạn. Rồi, thư tín là correspondence. Trong business thì như thế nào các bạn? Theo chuẩn quốc tế nha các bạn. Thì khi chúng ta mở đầu lá thư á, thì chúng ta phải viết là dear, xong cái last name của khách hàng. Ví dụ như là dear Mr. Nguyễn 2 chấm, hoặc là dear Miss Lê, tức là thưa ông Nguyễn hoặc là thưa bà Lê, hoặc là cái last name của người Mỹ, chứ chúng ta không có nói là Dear Hùng hoặc là Tuấn hoặc là Lan, vì chúng ta không biết người đối diện là bao nhiêu tuổi. Và trong cái phép giao tiếp á, phép lịch sự của giao tiếp, thì hà chúng ta thừa lịch sự còn hơn là thiếu lịch sự đó. Vậy Dear Mr. Nguyễn hoặc là Miss Lê. Còn nếu gửi tới một cái công ty, một cái tổ chức nào mà không biết cái tên cái người nhận chính xác là ai, thì chúng ta sẽ mở đầu lá thư như thế này: to là whom ha, gửi tới người, it mà nó, me concern
mà có thể là liên quan tới vấn đề này, rồi hai chấm. Ok, rồi cái phần kế tiếp là nội dung thư, là một đoạn văn hoặc là hai đoạn văn. Thì đoạn văn thì gồm nhiều câu kết hợp lại với nhau, vì câu là đơn vị căn bản của lời nói và chữ viết, đúng không ạ? Nếu không thể viết văn hoa thì chúng ta viết từng câu đơn và chấm chấm chấm, cái kiểu choppy sentence thì cũng ok các bạn, và càng formal càng tốt nhé các bạn. Nội dung và cuối thư thì như thế này các bạn. Cuối thư chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Nếu mà chuẩn á, thì phải là, không phải là sincerely chuẩn các bạn. Sincerely thường á, là trong tình bạn thì cần sự chân thành, và chữ sincerely thì nó viết tắt của cái chữ này các bạn. Tức là ban đầu á, cái chữ sincerely là nó viết tắt nguyên thủy cái chữ gốc là sincerely I am always your friend, một cách chân thành tôi luôn là người bạn của bạn. Sau đó rút gọn thành gì các bạn? Sincerely your friend, một cách chân thành bạn của bạn. Sau đó là sincerely yours. Và cuối cùng trong giao tiếp hàng ngày cũng như là thư tín thì cần hiệu quả, tức là ngắn, đơn giản và nêu bật chủ đề. Cuối cùng hành sincerely. Đó, sincerely là do viết tắt của ba cái câu và phrase ở giữa. Cuối cùng hành sincerely thì trong tình bạn cần sự chân thành các bạn. Kết thúc thư giữa những người bạn thì sincerely thì trong tình bạn cần sự chân thành là giữa những người bạn. Còn trong gia đình á, thì cần sự chiều mến, affection naturally, thì trong gia đình, tức là family member, giữa những cái thành viên trong gia đình. Còn trong tình yêu thì chỉ cần một cái chữ duy nhất thôi là love. Còn trong kinh doanh và trong luật pháp và thương trường thì cần truly. À, thì cũng viết tắt được chữ truly yours, rồi truly your friend, rồi đến là truly I am always your friend. Vậy kết thúc thư tính thương mại thì cái chuẩn nhất là truly, một cách chân thật, một cách chân thực nha các bạn. Đó, vậy mở đầu thư là dear rồi đến last name, chứ không có cái họ của khách hàng là Mr. gì đó. Còn không biết là nữ có chồng chưa, có gia đình chưa, thì ta dùng chữ Miss, M và S, Lê, hoặc là Miss Nguyễn, bà Lê hoặc bà Nguyễn. Người trong một tổ chức có thể mở đầu bằng thư là to whom it may concern hai chấm, và tất cả ký tự đầu tiên là to và whom và it may concern phải viết hoa. Và có một điều ít người Việt Nam biết là đối với tiếng Anh á, thì một người Mỹ có thể nói rất hay, bình thường mở miệng nó rất hay, nhưng mà viết đặt bút xuống thì lỗi lớn lỗi nhỏ, và từ câu sai thành câu đúng là cả vấn đề, câu đúng thành câu hay thì là một vấn đề hoàn toàn khác nữa các bạn. Đó, vậy nếu có thời gian tôi sẽ có một cái video chia sẻ là câu trong tiếng Anh, bởi vì khi viết thư thì gồm nhiều đoạn văn, mỗi đoạn thì gồm nhiều câu, thì trong tiếng Anh thì chỉ gồm có 5 mẫu câu căn bản, dù câu nói của cựu tổng thống Obama hay tổng thống Donald Trump tới một cái bác quét đường, hoặc là một cái bác nông dân, hoặc là ngay cả người homeless thì cũng chỉ rơi vào một trong năm mẫu câu, chứ không có mẫu câu thứ sáu các bạn. Đó, vậy chúng ta cần master, nắm vững năm mẫu câu thì chúng ta viết vững vàng và tự tin. Và kết thúc thư là truly là chuẩn nhất, mà sincerely cũng ok. Đó là những cách viết thông thường. Còn cao cấp hơn nữa thì chúng ta sẽ biết là truly. Ok. Rồi kế tiếp là văn phong trong tiếng Anh. Thì trong tiếng Anh các bạn, the next style là văn phong. Tiếng Anh thì có tất cả những loại văn phong sau. Thứ nhất là formal, là trịnh trọng. Rồi kế tiếp là informal, là không trịnh trọng. Rồi đến colloquial,
đàm thoại xã giao như bạn bè nói chuyện với nhau, cuối cùng là slang là tiếng lóng, tiếng nguộc giới nào đó. Ví dụ như là công an mặc đồ xanh lá cây thì là châu, không thích công an thì gọi là châu xanh, mặc đồ cam đồ vàng thì là kiến vàng, hoặc là cái từ là phơi mặt, là giờ này mới phơi mặt là mới xuất hiện. Còn dài lưng nghĩa là lười, nấu cháo điện thoại là sử dụng điện thoại, lạm dụng là nô lệ của điện thoại. Thả thính trên Facebook ha, là coi như là post những cái hình để có vẻ khiêu khích và muốn có người yêu hoặc bạn trai hoặc là bạn gái thì là thả thính đó. Khi trong cái tiếng Anh á thì khư tính thương mại thì càng formal càng tốt ha. Nó cần cái mức độ formal trong văn viết, trong thư tín thương mại tiếng Anh và trong luật và trong ngành y và trong các trường đại học, trong công sở công ty, càng formal càng tốt. Thì ví dụ như này, formal như thế nào, thì ví dụ như tôi hãy nêu một cái ví dụ, một cái câu như thế này nhé các bạn, thì các bạn sẽ hiểu được formal như thế nào. Là mình nói trịnh trọng mà nói một cách lịch sự, người đối diện không mất lòng. Ví dụ như có một cái ông bác mình rất ngưỡng mộ, rất kính trọng, rất yêu quý 20 năm, vẫn như hôm nay ông làm một cái điều gì đó khiếm nhã thì mình cảm thấy rất là thất vọng, thì mình nói thay vì nói là I dislike you, cháu không còn thích bác nữa, thì hãy như là I do not respect you, cháu không còn kính trọng bác, rồi cháu không còn ngưỡng mộ bác. Admire you. Rồi ví dụ như là cháu ghét bác, I hate you. Đó thì nói như này thì nó có vẻ nặng nề ha. Thì mình nói sao nghe nó dễ lọt lỗ tai hơn. Thì cái kiểu formal thì nó rất thích hợp với cái phong cách, cái kiểu cách của người Bắc nói. Thì người Bắc chúng ta cũng có một cái kiểu nói rất là formal ha, rất là kiểu cách. Thì mình sẽ nói như thế nào các bạn? Nếu mà formal trong tiếng Bắc á, cái giọng Bắc, cái kiểu Bắc thì nó giống như là formal trong tiếng Anh. Thì trong tiếng Anh mình sẽ nói như thế này: I am afraid that my reason for you had been considerably decreased. Là cháu e rằng, I'm afraid that, một cái cụm từ rất là hay mở đầu. Cháu e rằng là cái sự ngưỡng mộ, admiration của cháu, admiration for you, dành cho bác đã giảm đi một cách đáng kể. Tức là cháu e rằng cái sự ngưỡng mộ hoặc là sự kính trọng hoặc là sự yêu quý của cháu dành cho bác không còn được như trước nữa. My admiration hoặc là my respect, sự kính trọng và sự yêu quý, my love. Thì tất cả những cái danh từ này bạn, về tình cảm, my admiration, my respect, my love đó, hoặc là tình cảm đó, thì đằng sau cái giới từ là for, luôn luôn đi giới từ là for, dành cho for someone. I'm afraid that my admiration hoặc là respect hoặc là love for you has been considerably decreased. Để rằng sự kính trọng và ngưỡng mộ của cháu dành cho bác không còn được như trước nữa. Thì cái cụm từ I'm afraid that nói hoặc viết thì rất là formal, là nó rất là lịch sự, nhẹ nhàng ha. Nó làm cho câu rất là nhẹ nhàng, dễ lọt vào tai. Thì trong tiếng Anh còn cái cụm từ khác, một số cụm từ như là as far as I am known, là ví dụ bạn mua cái iPhone SX giá là 50 triệu đó. Đặc biệt thì tôi nói là theo chỗ tôi biết, I'm as far as I'm known, this cell phone is not as expensive as you told me. E rằng ha, hoặc là theo chỗ tôi biết, as far as I'm known, theo chỗ tôi biết, đứng theo cái sự hiểu biết của tôi thì như thế này. Tôi vẫn dành cho bạn và những người khác cái sự hiểu biết, cái góc nhìn, cái quan điểm của các bạn. Là theo chỗ tôi biết, là xa nhất như tôi biết, là theo chỗ tôi biết thì cái cell phone này không mắc như là bạn nói với tôi đâu. Đó cũng là cái cụm từ mà làm cho văn của mình rất là formal, đúng không bạn?
Đó là 5 điểm chúng ta cần lưu ý ha, để có thể được những cái positive feedbacks và positive review 5 sao. Đó là cái điểm then chốt. Và trên IB muốn gia tăng được cái limits, cái doanh số và số lượng món hàng list hàng tháng, thì chúng ta cần feedback tốt. Và đa số người Việt Nam chúng ta khi bán hàng trên IB thì năm cái feedback mà bossy tốt thì thường rất là khó lấy các bạn, đúng không ạ? Vậy chúng ta cố gắng, lý do là chúng ta cần phải trả lời message, tin nhắn hoặc email của Amazon IB gửi chúng ta về vấn đề gì đó và khách hàng trong vòng 24 giờ. Và ngay sau khi mà chúng ta upload cái tracking number thì của các hãng vận chuyển, thì chúng ta phải upload lên trên Amazon và eBay, thường ở dưới món hàng có cái chỗ để chúng ta upload cái tracking number, và chúng ta nên vận chuyển hàng hóa sớm hơn như chúng ta đã hứa chứ không có trễ. Và thứ tư là tiếng Anh thư tín cho khách hàng càng formal càng tốt. Nếu chúng ta viết mà tiếng Anh tốt chuẩn thì khách hàng rất là ngưỡng mộ chúng ta, rất là có sự tôn trọng nhất định và rất là có thiện cảm chúng ta. Và văn phong trên tiếng Anh thì như bạn thấy gồm tất cả là bao nhiêu các bạn, tất cả là bốn cái loại văn phong là formal, informal, colloquial và slang. Càng formal càng tốt, chứ trong văn viết trong business mà correspondence thư tín và thương mại thì chúng ta không dùng tiếng lóng nhé các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.